xin chào các bạn đang xem kênh Thái Nhí Vlog Hôm nay thì cũng ăn Tết rồi các bạn Thì hôm nay Nhí sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình làm cái món mứt đậu phộng Hay còn gọi là kẹo đậu phộng Thường thì Nhí quê hay có cái món này để mình Tết mình uống nước trà mời khách đồ Thì bây giờ Nhí xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm Thành phần nguyên liệu thì Nhí có chuẩn bị đây là nửa ký đậu phộng Thì mình chọn những cái hạt đậu phộng lớn nè mình mua về sau đó mình cho ra một cái rổ mình à chà đi các bạn để cho nó rớt những cái phần bụi, phần mọt, sau đó mình lựa những cái hạt đậu phộng hư mình bỏ đi. Bên đây thì mình có 100 g mè trắng, 300 g đường cát trắng, mạch nha thì mình có 150 g. Chanh thì mình sử dụng khoảng à, nửa trái chanh nha các bạn, nửa trái thôi. Còn à, muối thì mình sử dụng một ít thôi. Thì à, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ đi à, gan đậu phộng. Mình chuẩn bị một cái chảo, sau đó mình cho vào đây một muỗng cà phê lớn muối và mình sẽ mở lửa trung bình. Và mình gan cái đậu phộng này tầm khoảng từ 20 đến 25 phút. Khi gan đậu phộng thì mình sẽ dùng đũa hoặc là dùng muỗng mình đảo liên tục để cho cái đậu phộng nó được chín đều. Tránh tình trạng mình không có đảo đều thì cái phần đậu phộng nó sẽ bị cháy, có chỗ chín, có chỗ không. Và mình sẽ gan đến khi nào cái phần đậu phộng nó thơm và nó ngả cái màu vàng nhẹ là cái phần đậu phộng đã chín rồi thì mình sẽ chờ cho cái phần đậu phộng này nó nguội lại sau đó mình mới đi bóc vỏ và có một cách nữa thì khi các bạn gan đậu phộng xong lúc đó thì đậu phộng chín thôi nhưng mà có khi nó chưa đều à, các bạn có thể cho vào một cái miếng giấy lớn mình gói lại mình ủ có khoảng 15 phút nữa thì cái đậu phộng nó sẽ chín rất là đều và trong thời gian này thì các bạn gan mè thì mình sẽ gan ở lửa trung bình và mình gan từ 3 đến 5 phút đến khi nào cái phần mè nó ngã cái màu vàng nhẹ như thế này là được nè các bạn khi mình gan mè xong thì lúc này cái đậu phộng nó cũng đã gần nguội lại rồi thì mình sẽ bóc vỏ cái phần đậu phộng này nhớ lúc nhỏ mà mỗi lần gần tết thì mấy bà chị hay làm mứt làm kẹo đồ này kia thì mỗi lần tới cái món gan đậu phộng là hai ba thằng nheo nhóc nheo nhóc cứ bu xung quanh vậy đó cứ xin một hộp hai hộp ngồi nhai lóc cóc lóc cóc sau khi mình loại bỏ cái phần vỏ đậu phộng thì bây giờ mình sẽ đi thắng cái phần nước đường. Mình cho đường vào chảo sau đó mình cho vào đây cỡ khoảng một chút xíu nước, cỡ khoảng 70 ml nước, sau đó mình cho muối và mình nấu cái phần nước đường này nó sôi lên thì mình sẽ cho cái phần mạch nha vào. Và mình tiếp tục nấu cho cái phần nước đường này nó sánh nó kẹo lại thì khi phần nước đường nó sánh nó kẹo lại thì nhí có cho thêm một muỗng cà phê gừng sấy khô để cho cái món kẹo nó thơm thì đến khúc này thì nhí bị mắc một cái đoạn mấy giây cho cái phần nước chanh vào đó các bạn thì lúc này các bạn cho nước chanh vào luôn nha nhí bị mắc một cái đoạn cho nước chanh vào các bạn thông cảm và để kiểm tra cho nó ok chưa thì các bạn có thể dùng một cái chén nước mình nhiễu vào mà cái thấy đường nó quấn cục lại là ok nè các bạn Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần đậu phộng vào. Lúc này thì mình sẽ quậy đều lên sau đó mình sẽ tắt lửa nha. Mình tắt lửa luôn. Sau đó thì các bạn chuẩn bị sẵn cái khuôn. Lúc cái nước đường nó còn nóng thì nó mềm, mình dễ ép thành khuôn. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong đây cỡ khoảng một muỗng cà phê mè trắng. Và mình đảo đều lên cái nữa là mình sẽ cho cái phần Kẹo đậu phộng ra khuôn luôn. Mình uh, chuẩn bị một cái khuôn nè. Sau đó nhí sẽ lót dưới này một ít cái uh, giấy nến. Mình sẽ gãi một lớp mỏng mè trắng ở phần dưới. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần uh, kẹo đậu phộng lên. Tương tự cái phần trên mặt thì mình cũng sẽ gãi một lớp mè trắng. Còn công thức định lượng chi tiết thì Nhi sẽ để ở trên màn hình ở cuối video cho các bạn hoặc các bạn có thể chi cập vào phần thông tin cũng có nha. Thì sau khi mình gãi cái phần mè xong thì các bạn cũng chuẩn bị sẵn một cái miếng giấy nến à, mình để lên. Sau đó các bạn có thể dùng một cây muỗng hay một cây giá mình sẽ đè, mình tạo hình cho cái mặt trên nó được bằng phẳng và bây giờ thì mình sẽ để cái phần kẹo này cho nó nguội lại các bạn lưu ý không được để nó nguội quá nó còn hơi ấm ấm mình cắt thì nó sẽ dễ hơn nếu nó nguội hẳn thì cái kẹo này nó sẽ cứng nên mình cắt nó sẽ bị bể nha lúc này cái kẹo nó còn hơi nóng nhẹ mình sẽ lấy một cái khối kẹo ra mình để trong cái thớt và mình cắt thì các bạn cũng có thể cắt theo cái size mà mình thích lớn nhỏ hay như thế nào đó miễn mình thấy nó phù hợp là được nha Đây, à, nhí đã cắt xong rồi nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn và rất là thơm luôn. Bây giờ nhí sẽ xếp cái kẹo này ra đĩa nha. Tết năm nay cũng khó khăn lắm các bạn. Nên à, mình sẽ chuẩn bị kẹo, mứt dừa, đồ này nọ ở nhà sẵn để mình à, đỡ tốn tiền mua ở ngoài. Nó mắc lắm các bạn. Bây giờ nhí xin mời tất cả các bạn cùng ăn thử nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này thì à, nhớ nhấn like. Bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì à, cho nhí xin một lượt đăng ký kênh thì chỉ có nhiều cái động lực chia sẻ nhiều những cái món ăn ngon để phục vụ cho tất cả các bạn mời tất cả các bạn cùng ăn nha rất là ok luôn các bạn cái vị ngọt à, đậu phộng thì các bạn biết rồi nó rất là giòn và rất là thơm món này thì à, tết mình ăn uống nước trà nóng là rất là ok nè chỉ cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái món kẹo đậu phộng thật là ngon để tết hôm nay mình có những cái món kẹo tự làm tại nhà ngon đảm bảo an toàn cho sức khỏe còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo Bye bye các bạn